Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chuyên gia phân tích dự đoán kết quả U2 Việt Nam và U2 Indonesia chung kết SEA Games 30. Kính thưa quý vị và các bạn, Nhận định về trận chung kết giữa đội tuyển U2 Việt Nam và U2 Indonesia, cựu tuyển thủ quốc gia quốc vương đã nhận định rằng lợi thế của chúng ta là những gì đã làm được trong thời gian qua. Cái tên Việt Nam cũng đủ khiến Indonesia phải e ngại. Mà khi Indonesia họ ngại, ví dụ ở vòng bảng thì sẽ không dám thể hiện bản thân. Ở vòng bảng tôi vẫn nhận định Indonesia rất mạnh. Tôi thật sự rất ấn tượng với lối đá của họ hơn cả U2 Việt Nam. Nhưng khi họ gặp ta thì mang tâm lý cầm hòa nên không phát huy hết được khả năng tấn công hay thể lực. Nhưng khi gặp nhau ở chung kết năm ăn năm thua thì sẽ khó cho Việt Nam đấy. Indonesia là đối thủ chơi tốt. Mà chuyến thắng Indonesia ở vòng bảng cũng có thể khiến chúng ta khó đá. Vì ta có thể buông lỏng quá. Nói chung họ sẽ có lợi thế riêng và chúng ta cũng có lợi thế riêng. Cơ hội chỉ là 50-50. Quốc vượng tiếp lời. Quốc vương cũng cho rằng trận đấu với U2 Indonesia thực sự khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đối thủ khá hiểu chúng ta. Cụ thể trả lời trước báo chí anh đã nói rằng ở đây sẽ ăn nhau ở đấu Pháp chiến thuật của huấn luyện viên trong từng thời điểm cụ thể. Tệ một cái là tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo chịu áp lực lớn hơn huấn luyện viên của Indonesia vì sau hàng loạt thành công như thế mà giải ao làng Đông Nam Á nếu không vô địch khi Thái Lan đã bị loại người hâm mộ sẽ rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo thừa hiểu điều đó và đó là áp lực của chúng ta. Viễn cảnh tôi lo lắng nhất là Indonesia ghi bàn trước mà vẫn đá như thể không còn gì để mất. Tinh thần cũng là điểm rất mạnh của Indonesia. Tất nhiên tinh thần của Việt Nam cũng rất tốt nhưng nếu để đặt lên bàn cân tôi vẫn lo ngại ít nhiều. Tôi nghĩ hai đội sẽ hòa, chúng ta có thể thắng ở loạt luân lưu. Về mặt lý trí, tôi nghĩ Việt Nam sẽ cực kỳ khó khăn, quốc vượng nhận định. Trong khi đó, bình luận sau chiến thắng của U2 Việt Nam trước U2 Campuchia, bình luận viên Quang Huy đã cho rằng U2 Việt Nam vẫn nhìn hơn U2 Indonesia ở trận đấu chung kết và chúng ta có cơ hội vô địch. Cụ thể, bình luận viên Quang Huy đã nói rằng, đặt lên bàn cân, chúng ta vẫn hơn Indonesia, thậm chí là khá nhiều. Trận đấu vất vả ở vòng bảng đến từ bàn thua như thế, chúng ta không nên nhắc lại lỗi cá nhân nữa. Việc thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân và cảm ơn nỗ lực sửa sai của các đồng đội cho thấy sự tương trợ lẫn nhau. Hiện nay nó là hình ảnh đặc thù của đội tuyển U2 Việt Nam và tôi tin tưởng Việt Nam sẽ khởi đầu tốt hơn ở vòng bảng, không mắc những sai lầm khi đã quen mặt sân hơn và chúng ta sẽ thi đấu trơn tru đầu đến cuối. Trong khi đó, theo phóng viên Mid của Campuchia, U2 Việt Nam sẽ là đội giành được tấm huy chương vàng SEA Games năm nay, dù U2 Indonesia cũng rất mạnh. Cụ thể trả lời trước báo chí Việt Nam, anh này đã nói rằng việc Việt Nam và Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Indonesia phải chơi 120 phút trong trận bán kết và vất vả hơn. Đó là một chút bất lợi của họ. Tuy nhiên ai cũng thấy thể lực của đội bóng này tốt như thế nào và cũng có hai ngày nghỉ tròn vẹn cho trận đấu cuối cùng. Tôi cho rằng trận chung kết sẽ diễn ra cân bằng giống như những gì mọi người đã được chứng kiến tại vòng bảng. Thậm chí việc hai đội bóng đã hiểu nhau sẽ càng khiến hai huấn luyện viên đưa ra những toán tính đầy thần trọng tuy nhiên nhìn vào những gì đã thể hiện ở bán kết tôi nghĩ việt nam sẽ là đội giành tấm huy chương vàng lối đá của việt nam được xây dựng dựa trên thể hình tốc độ và kỹ thuật ngoài ra chuyện tâm lý bản lĩnh thi đấu cũng rất quan trọng nhìn indonesia tự làm khó mình trước myanmar dù đã dẫn trước hai bàn rồi việc việt nam chơi đầy bản lĩnh dù bị thái lan indonesia dẫn trước ở vòng bảng cho thấy huấn luyện viên trưởng đã làm tốt công tác tâm lý thi đấu cho các cầu thủ tôi tin đó sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong khi đó, một huấn luyện viên người Uruguay kỳ có tên là Mauro đang có mặt tại Philippines để theo dõi U22 Việt Nam từ đầu SEA Games 30. Huấn luyện viên Mauro thừa nhận rằng trình độ các cầu thủ U22 Việt Nam vượt trội ở SEA Games 30 và hoàn toàn có thể nghĩ tới việc sang châu Âu thử việc và rèn rũa thêm. Cụ thể trả lời trước báo chí Việt Nam, ông này đã nói rằng: "Tôi nghĩ về kỹ năng chuyên môn cá nhân, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể sang các câu lạc bộ nước ngoài, thậm chí là ở châu Âu để thử việc và thi đấu. Tuy nhiên, cần rất nhiều yếu tố để dẫn tới thành công ngoài kỹ năng chuyên môn của các cầu thủ, bao gồm tư duy tuyến thuật, cách di chuyển và cả tăng cường thể lực. Cũng theo Marozen, thầy Park đang làm rất tốt công việc của mình với U22 Việt Nam khi để lại dấu ấn rõ nét về chiến thuật, bao gồm cả việc xoay vòng cầu thủ cũng như tính toán kỹ lưỡng điểm rơi về thể lực và phong độ của các học trò sau từng trận đấu. Đó là lý do ai cũng thấy mỗi trận đấu huấn luyện Park Hang-seo lại có một đến hai ngôi sao tỏa sáng đúng lúc mang về chiến thắng cho Việt Nam. Thoạt nhìn có vẻ là may mắn, nhưng điều đó nằm trong tính toán của ông ấy cả chẳng có gì là ngẫu nhiên trong bóng đá. Khi được hỏi về dự đoán của mình ở trận chung kết SEA Games 30 mà Việt Nam sẽ gặp Indonesia, Marozen không ngần ngại chia sẻ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm lợi thế lớn. Xét về tương quan lực lượng cũng như tình hình hiện tại, nếu Việt Nam gặp Indonesia 10 lần thì phải thắng tới 9 lần. Tuy nhiên trận đấu tới sẽ là trận chung kết và tôi nghĩ thầy Park hiểu phải làm gì để một lần nữa vượt qua Indonesia tại SEA Games lần này, Marozen chốt lại. Phần tin tiếp theo Xuân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Thầy Park đón tin cực vui từ đối thủ Indonesia trước trận chung kết. Kính thưa quý vị và các bạn, một tin rất vui với U2 Việt Nam khi đối thủ Indonesia sẽ vắng ít nhất hai trụ cột vì chấn thương. Ở một trận đấu có tính chất quan trọng như trận chung kết SEA Games thì đây rõ ràng là một bất lợi lớn với đội bóng xứ vạn đảo. Trước đó Indonesia đã vượt qua Myanmar trong trận bán kết với tỷ số 4-2. Tuy nhiên chiến thắng này đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Indra Siavari phải trải qua 120 phút bào mòn thể lực và cũng đã có những tổn thất về lực lượng trước trận chung kết với Việt Nam. Theo đó, hậu vệ cánh trái Andika được cho là gặp chấn thương nặng không thể thi đấu ở trận đấu gặp u 22 Việt Nam. Cầu thủ này ở trận đấu gặp Myanmar đã phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Đến khoảng thời gian hiệp phụ, một cầu thủ khác được mệnh danh là Messi của Indonesia, đó là Egi Maulana, cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Trả lời báo chí, huấn luyện viên Indonesia Free đã cho biết rằng cả hai cầu thủ này đều bị tổn thương phần mềm và khả năng thi đấu ở trận chung kết còn bỏ ngỏ. Nếu bộ đôi trên không thể ra sân, đó sẽ là tổn thất rất lớn của đoàn quân Garuda, đặc biệt là vị trí của tài năng trẻ Egi Maulana. Báo chí xứ Văn Đảo thông tin đội ngũ bác sĩ của Indonesia sẽ làm việc hết công suất để hồi phục thể lực cho các cầu thủ khi họ vừa phải căng sức thi đấu với mật độ dày đặc. Một bác sĩ của Indonesia đã cho biết rằng sau trận bán kết với Myanmar, các cầu thủ Indonesia rất mệt mỏi Chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục năng lượng cho họ bằng nhiều cách khác nhau như vật lý trị liệu và xoa bóp. Phần tin tiếp theo soạn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Hung thần của U2 Indonesia tuyên bố giành huy chương vàng trước đại chiến với Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, tiền vệ Osvaldo Hay của Indonesia tỏ rõ quyết tâm trước trận chung kết SEA Games 30 với Việt Nam diễn ra tối ngày 10 tháng 12. Cụ thể trả lời trước báo chí Việt Nam anh này đã nói rằng U2 Myanmar thực sự là đối thủ không dễ chơi chút nào. Họ là đội bóng nhất bảng A với mạch trận bất bại. Chúng tôi chiến đấu vất vả mới có thành quả này. Trong trận đấu gặp Myanmar, u 22 Indonesia vươn lên dẫn đối thủ với tỷ số 2-0 tới phút 71, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu. Indonesia đã ghi liệt hai bàn thắng trong thời gian thi đấu của hiệp phụ để giành vé vào chung kết. Cá nhân Osfando đóng góp một bàn và vươn lên dẫn đầu danh sách cuộc đua vua phá lưới môn bóng đá nam SEA Games với 8 bàn thắng. Tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Persebaya đã không ghi bàn ở lần đối đầu gần nhất giữa U22 Việt Nam và Indonesia tại vòng bảng. Trả lời báo chí Việt Nam về mục tiêu trong lần tái ngộ sắp tới tại chung kết, Osvaldo đã nói rằng Tôi không nghĩ việc mình ghi bàn vào lưới Việt Nam quan trọng nhất, thay vào đó tôi cố gắng vì mục tiêu chung của toàn đội. U2 Indonesia cần giành huy chương vàng. U2 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, tôi không nghĩ cần tập trung vào cá nhân nào cả, vì đây là đội bóng đồng đều, bất cứ cầu thủ nào cũng nguy hiểm. Osvaldo Hay là tiền đạo trẻ đầy triển vọng của bóng đá Indonesia, anh đã chơi 5 trận đấu, đóng góp một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Trong màu áo đội tuyển trẻ, anh đã ghi được 12 bàn thắng tại các giải đấu khu vực và châu lục. Cầu thủ này được truyền thông chứ bàn Đảo kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại mới, vượt xa thành tích của Julianto, người đang làm trợ lý cho thuyền trưởng Indra Siafuri ở U2 Indonesia. Phần tin tiếp theo, sở màu đá xin phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin trước trận chung kết với Việt Nam, báo Indonesia bất ngờ đem lịch sử ra để mơ về vàng. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh bại U2 Myanmar với tỷ số 4-2 trên đất Philippines, đội bóng đá nam Indonesia lần thứ bảy trong lịch sử bước vào chung kết các kỳ SEA Games. Trong 6 lần trước đó, Garuda bước lên ngôi vị cao nhất vào các năm 1987, 1991 khi đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 sau 2 hiệp phụ và Thái Lan trên chấm luân lưu. Tờ Bola Sport đã thống kê rất nhiều điểm tương đồng giữa kỳ SEA Games 2019 với hai kỳ SEA Games năm 1987 và 1991. Đoàn quân của huấn luyện viên Indra Free nhiều khả năng sẽ tiếp tục viết lên lịch sử cho bóng đá Indonesia tại kỳ đại hội thể thao khu vực. Năm 1987, Indonesia đủ điều kiện vào chơi trận bán kết với tư cách là đội bóng nhì bảng. Tại bảng B gồm có 3 đội, Garuda giành một chiến thắng, một trận hòa như Thái Lan nhưng lại thua về số bàn thắng ghi được. Khi bước vào bán kết, đối thủ của Indonesia cũng là Myanmar. Đại diện của xứ sở vàng đảo cũng ghi được 4 bàn thắng vào lưới của đối phương trong chiến thắng 4-1 vào năm 1987. 32 năm sau, các học trò của huấn luyện viên cũng giành chiến thắng 4-2 trước U2 Myanmar sau 120 phút thi đấu. Năm 1991, lần thứ hai giành tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games, Indonesia phải bước sang hiệp phụ ở trận bán kết trước các cầu thủ Singapore. Trận đấu chỉ được định đoạt khi Garuda giành chiến thắng 4-2 trên chấm Luân Lưu. Năm 2019, Egy Maulana cùng các đồng đội không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức. Năm 1991, cũng là kỳ SEA Games do Philippines đăng cai trên sân vận động Rizal Memorial ngày đó, Indonesia đã hòa Thái Lan với tỷ số không đều trước khi giành chiến thắng ở chấm luân lưu với tỷ số 4-3 để giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam lần thứ hai trong lịch sử. Đây là lý do khiến Tabola Sports kỳ vọng sân vận động quốc gia của Philippines một lần nữa sẽ là nơi chứng kiến đội bóng đá nam Indonesia bước lên ngôi vị cao nhất tại kỳ SEA Games 2019. Điểm trùng hợp cuối cùng được tờ báo này đưa ra trong hai kỳ SEA Games năm 1991 và năm 2019. Người giữ trọng trách đeo băng thủ quân của Indonesia đều là những cầu thủ phòng ngự. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Xuân Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.